Gần đây, nhiều người dân lo lắng trước thông tin về quy định xử phạt lỗi đi xe không chính chủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, hiện đang chưa có quy định xử phạt lỗi đi xe không chính chủ, mà chỉ xử phạt lỗi không sang tên chủ xe theo quy định của pháp luật. Theo Nghị định 100 của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, chỉ trường hợp mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là các loại xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy mà không làm thủ tục sang tên mới bị xử phạt. Như vậy, người dân có thể tham gia giao thông bằng xe mượn hợp pháp từ bạn bè, người thân mà không bị phạt về lỗi xe không chính chủ. Không có quy định tài xế điều khiển phương tiện chỉ được đi xe chính chủ tham gia giao thông. Cảnh sát giao thông sẽ không dừng xe đang di chuyển trên đường để xử phạt đối những xe chính chủ, cũng như không có quy định xử phạt người đi mượn xe. Theo quy định tại khoản 4 điều 6 thông tư 58 của Bộ Công an, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, thì tổ chức cá nhân mua, được điều chuyển, cho tặng, được phân bổ, thừa kế xe, phải đến cơ quan đăng ký làm thủ tục cấp đăng ký, biển số. Nếu không thực hiện sang tên trong thời hạn 30 ngày, người sử dụng xe bị phạt vi phạm theo quy định 100 của Chính phủ. Cụ thể, xe máy sẽ bị phạt từ 400 đến 600 ngàn đồng đối với chủ sở hữu là cá nhân, 800 đến 1 triệu 200 ngàn đồng đối với chủ sở hữu là tổ chức. Xe ô tô bị phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng đối với xe cá nhân và 4 đến 8 triệu đồng đối với tổ chức. Việc sử dụng xe không chính chủ được xử phạt trong hai trường hợp sau. Khi đi đăng ký, đăng kiểm, cơ quan chức năng phát hiện xe đã quá thời hạn chuyển nhượng theo hợp đồng mua bán quy định sau 30 ngày. Mua bán chuyển nhượng phải sang tên phương tiện, nếu quá 30 ngày đăng ký sẽ bị xử phạt lỗi không mang theo, không sang tên đổi chủ. Hai, khi xảy ra va chạm, tai nạn giao thông cần có chính chủ xe đến giải quyết. Nếu xe không có chính chủ sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Như vậy, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ không dừng xe trên đường để kiểm tra và xử phạt lỗi không sang tên chủ xe. Trong trường hợp cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, người tham gia giao thông cần xuất trình đủ các loại giấy tờ. Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo chủ xe khi mua, bán, tặng phương tiện cần làm thủ tục sang tên chính chủ để tránh gặp rủi ro khi xảy ra tai nạn giao thông hoặc các vi phạm pháp luật khác liên quan đến phương tiện.